Không ăn rồi các bạn ơi. Lên không dám lên mà xuống không dám xuống này, chết. Lùi quá đà quá. Ôi giời ơi, thế này là lại mệt rồi. Chờ cắp. Bên kia xem nào. Lùi lên làm lốt mà toang luôn. Ý, bánh này cũng ghê, này cũng ghê đấy. Nhìn này. Bình thường, nào nằm lăn lóc dưới kia. Như thế mà em bảo bình thường. Xin bảo bình thường. Đây, tí nữa ấy, chiều đổ sang bên này cho em lấy xe. Bên này à? Vâng. Bên này vẫn còn đất của em mà, hôm nọ cũng mấy trước khi ấy đã bảo rồi mà. Ừ. Đây này khá là rộng này. Này đã hết đất rồi đấy, đến cái ấy này phải đổ mấy xe đẩy ra thì mới hết đất rồi. Trường hợp này từ chối hiểu nhá. Thôi ăn cơm thôi, chiều kéo. Chiều kéo rồi mới kéo mới xử lý được. Thò hết cả cái đi ra ngoài vậy. Móc kéo của mình còn hóng nữa chứ. Bên kia ghê hơn bên này à? Hết sức lưu ý. Từ chối hiểu luôn. Giơ cả cái mông ra ngoài đấy. Em vừa đứng dậy em bảo là em vừa bảo là liều á. Em vừa đứng ở kia em vừa bảo là lùi phát nữa là kiểu gì cũng xuống ấy. Cứ nói xong. Hay là mày mày nhìn em ấy chỉ đạo ấy, mày nghe chỉ đạo không không hơi đâu có chỉ đạo đây kệ chứ. Em mấy khoán thẳng mà em cần gì phải ấy kệ bọn anh chứ. Ôi ôi tí nữa là cụ đi xuống dưới là lôi lên cũng mệt. Bây giờ mà xuống đấy cả cái tường của em cũng đi chắc cũng đi đời. Thôi thế thôi, còn cái chân ở đằng sau nó bật dữ mà. Mà cũng khiếp thật. Ra sau nhìn này cái mông thò ra hết rồi. Bên này là cái mô đất này mình không nhìn thấy chân là nó thò ra đến đâu ấy. Sợ thật đấy. À, lùi đẳng cấp mà không cần xi nhan. Bây giờ thôi tìm móc kéo rồi. Nhờ xe nào đi qua đi kéo à, không cần cách nào nữa. Xe ông ấy chạy qua đây suốt. Đấy, quả này là ga tí nữa là xuống. Ui. Đấy. Thò hết ra ngoài à. Ok. Ok, ok các bạn nha. Đi tìm móc kéo rồi cho các bạn chiêm ngưỡng một tí thôi. Pha này lùi hơi làm lốt nhưng mà hơi quá. Nếu mà đất khô ấy chỉ cần quét cái chân này cái chân đằng sau không. Tìm cái móc ấy đâu. Lắp vào đó. Căng cáp đã. Ô. Cho căng tí đi anh ơi. Rất là sườn. Ok. 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 Ok.
xe không may còn lên. Vất vả đấy.